phớt bu lông lồi sau của con lít 110 này nhé. Tại vì mọi người nhìn này, nó bắn mỡ ra đằng sau này. Mình hôm trước mình không có phớt thì mình đã rửa nóc sạch rồi nhé, nhưng mà giờ có phớt thì mình mới gọi khách ra để thay nhé. Thì đầu tiên chúng ta muốn tháo để thay phớt thì chúng ta phải bắn cái lốc này ra nhé. Tức là toàn mỡ ấy trong đấy. Mỡ phọt ra này, mọi người nhìn này. Phải thay phớt này nhé. Sau đó chúng ta rút cái chụp này ra nhé. Đúng rồi. Sau đó chúng ta vét ra nhé. Sau đó chúng ta lấy kìm nhé, chúng ta rút ba cái chốt này ra nhé. Đấy, chốt. Đấy. Ta sẽ rút ba cái chốt và chúng ta rút cái này ra nhé. Giờ sẽ gẹ phớt nhá. Cái nguồn tôi vít hai cạnh nhỏ, hai cạnh vào đây nhá. Chúng ta sau đó chúng ta luồn, mình đã gẹ được một phớt rồi nhá. Sau đó chúng ta luồn vào cái rãnh, đúng cái rãnh này này, chúng ta gõ vào này cho kịch này, xong chúng ta bẩy là nó ra nhá. Gẹ gõ kịch vào nhá, kịch rồi nhá. Giờ chúng ta bẩy là nó ra nhá. Đấy. Thì mình sẽ rửa sạch hết các cái này đã ra nhá, xong thì mình sẽ vào phớt nhá. Đây này, mọi người nhá. Hai cái phớt hỏng mình sẽ nhét vào đây nhá. Nhét vào đây nhá. Để mình hai cái phớt hỏng là nhét trong cùng nhá. Rồi đến phớt này nhá. Hai cái phớt này thì chúng ta lắp phớt vào thì chúng ta lắp quay ngược rồi nhá. Chúng ta xoáy nhá, xuống nhá. Đấy. Lắp ngược này nhá. Để khi chúng ta ấn vào phớt ấy. Đấy. Thế nhá. Đấy. Ngược thế này nhá, xong sau đó chúng ta sẽ vào phớt nhá. Này. Nếu mà đầu tiên chúng ta vào phớt thì chúng ta vào thế này này. Thằng này nhá, xong chúng ta ấn xuống nhá. Sau đó chúng ta rút ra nhá. Ra ấn lại phân nữa nhá. Tôi chặt nhá. Đấy. Phải bằng mặt thế này nhá. Sau đó chúng ta lại ấn mặt dưới này nhá. Này. Nhét vào thế này nhá. Sau đó chúng ta lại ấn xuống nhá. Rồi chúng ta sẽ rút ra nhá, xem thế nào nhá.
đấy nhá mọi người nhá, nó phẳng mặt là được nhá, thật là ok nhá. Mình đã hướng dẫn là thay phớt xong rồi, giờ xong mình lắp nhá. Đấy, ra ép làm sao để cho nó phẳng mặt này nhá, hai mặt phẳng bằng nhau nhá. Sau đó mình sẽ lắp hai cái phớt chân mơ nhá, nó luồn vào này này, sau đó chúng ta vần xuống dưới nhá, vần xuống dưới nhá, một cái ở ngoài nhá, đầu ngoài nhá. Đó. Sau đó chúng ta sẽ úp vào đây nhé. Xoáy vừa vặn vừa xoáy, à quên, chúng ta bỏ, phải bỏ cái này ra đã nhé, hai cái phớt hồng này. Sau đó chúng ta vào nhá, vào phớt thì chúng ta hơi lựa thật nào cho nó ấy, xong thì xoáy vào nhá. Đấy, xoáy vào ấy, thế nhá. Sau đó chúng ta sẽ lắp các cái chốt này vào nhá, ấn vào vị trí nhá của nó nhá. Ấn vào thế này nhé. Ấn vào nhé. Cứ đặt vào thôi nhé. Ấn sập ba cái rồi nha, giờ mình sẽ lấy mỡ, mình cho mỡ vào nha. Chúng ta cho mỡ vào các cái khe này. Bôi mỡ vào cái phớt nhỏ này nha, để vào cho dễ nhá. Tại vì phân mới thì nó hơi căng, tại vì để nó chặn mỡ phỏ ra ngoài đấy. Đấy. Ấn kịch thế này nhá. Nên là nó hơi căng so với phất cũ nha. Phất cũ này thì rút nhẹ cái ra nha, nó phải căng thế để nó chọc. Sau đó nó sẽ một cái nắp úp đây nha. Chúng ta ấn xuống nhé. Wow.
mình dẫn xong mọi người cách thay phớt bu lông nha, khi bị da mơ nhá, da mơ ở cột nhá. Này mọi người nhá. Nếu mà khi nào mà tình trạng nó bắn mơ tóe tung ở ở khu vực này, hoặc là lật mặt này lên nó bắn ở mấy trong cái bộ côn bao bùa này này, thì chúng ta phải thay phớt đi nha, không là nó bám đầy vào cái chuông này nha, là nó sẽ gây ra là trượt côn nha, chạy nó không đạt yêu cầu nha, mà y ạch nhá. Thì mình đang hướng dẫn xong thay phớt bu lông sau của bộ côn sau này rồi nhá. Thì mọi người mà thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh cho mình, nhấn like ủng hộ mình nhá.